À, hôm nay em lên cho cả nhà mình một siêu phẩm Vario 125, một cái mẫu xe tay ga ha, nam nữ đều chạy được và giá cả thì cực kỳ hợp. Và phải chăng thì đợt này thì giá xe giảm rất là sâu, cho nên là cửa hàng ra hàng cũng rất là nhiều, ra xe rất là nhiều ha. Khách hàng quan tâm về cái mẫu Vario này cũng khá là nhiều luôn. Thì bên cửa hàng Loan lại theo nhu cầu của anh chị em mình rồi, đặc biệt là sơn xe theo nhu cầu, độ màu theo anh màu theo nhu cầu, tại vì những cái mẫu zin thì nó không đa dạng, không đặc sắc và đa số là mẫu nhám ha. Cửa hàng Loan sơn ba d rất là đẹp luôn. Em này thì Loan đang ngồi trên một cái em màu xanh xi măng. Hiện nay thì màu này là màu sơn 3D, cà vẹt sẽ là màu xanh đen. Cà vẹt của xe sẽ không có ra là xanh đen, xanh lá, xanh cốm đâu cả nhà, chỉ ra xanh thôi. Cho nên là sau này mọi người có thể đổi cái màu xanh, bất kỳ màu xanh nào cũng được nha. Thì em xe này Loan đang bán cho mọi người giá 40 năm nha, 40.500 là đã có tiền sơn rồi. Đây Loan có thêm một cái em xe màu trắng nữa, trắng bóng luôn, trắng bóng rất là dễ chạy luôn. Và Loan cũng rất là thích cái màu này, màu trắng và màu hồng. Các bạn nữ đa số ha sẽ thích những cái màu này, sẽ đồng giá cho cả nhà mình là 40.500 luôn. Và bên cạnh đây Loan đã có một cái em xe màu hồng, hồng này là hồng cánh sen nhẹ nhẹ ha. Em xe này thì cửa hàng Loan cũng đang bán 40 năm luôn. Em này là một em cam đất 40.500 luôn. Và đây là một em xanh lá nè, xanh lá rất là tươi luôn, xanh lục bảo luôn đó, là 40.500. Xám, màu xám cũng 40.500 luôn nha. Màu này màu tím, màu cái màu này là một màu bestseller năm nay nha. Cái màu này nè cả nhà, xe gì cũng bestseller hết trơn đó. Màu tím iPhone, chạy trước 5 triệu, chỉ cần căn cước công dân gắn chip là Loan sẽ hỗ trợ mọi người lên hồ sơ. 18 tuổi trở lên là có thể lên hồ sơ được rồi. Thì mọi người liên hệ với Loan qua video để được nhận hỗ trợ sang xe nha. Mình muốn nhận cả về gốc mình trả tầm 14 đến 15 nên sẽ hỗ trợ mọi người. Cửa hàng của Loan hiện nay đang ở Bến Cát, Bình Dương, Bến Cát giáp Thủ Dầu Một cả nhà. Mình nghe Bến Cát mình nghĩ nó xa xa tận Phú Giáo đúng không? Nhưng mà Loan ở phía trên, giáp Thủ Dầu Một gần Đại Nam á. Cho nên mọi người đừng ngại khi mà xem những cái màu xe tại cửa hàng thấy nó quá đẹp thì mọi người chỉ cần lên cửa hàng một lần, biển số giấy tờ và nó sẽ gửi về nơi ở cho mình không cần phải đi lại nhiều lần. Hay mọi người cứ tự tin mà đi xa sắm xe nha, vì đi xa nó sẽ đã hỗ trợ trực tiếp xăng xe đi lại cho cả nhà mình lên đến 2 triệu rồi. Mọi người nhanh tay liên hệ với Loan qua số điện thoại bên dưới, Loan trực tiếp tư vấn cho anh chị em mình nha.